bạn nha. Hôm nay xem mở cống nha các bạn. Hôm nay lục bình phía sau gớm rất là nhiều, không thấy đó. Bắt đầu anh này chơi vỏ lãi chuẩn bị lên nha các bạn. Quay đầu thì ớn trời, chơi vỏ lãi quá lớn rồi, chơi luôn nè, bắt đầu lên hết ga nè, nó lên rồi đó. Quá chạy mà, quá dữ rồi, bởi không lớn luôn. Rồi bắt đầu các cái ghe lên nha các bạn, vỏ lãi chen ghe đồ lên thì tốc độ rất là nhanh. Coi ở đây mình còn hồi hộp đó, bắt đầu đuổi rồi đó. Này giật dây làm gì ta? Các cái ghe thuyền bây giờ lên rất là chậm nha các bạn, tại vì dòng nước đẩy quá xiết đi các bạn. Các bạn thấy là chạy mà lên có đen hết trơn không các bạn? Quá trời quá đất.
được nha các bạn. An toàn rồi. Bây giờ các cái ghe với tàu khác đang lên nha các bạn. Chạy quá chạy chạy các bạn ơi. Kinh thiên động địa luôn. Trời ơi, cái gió lãi rồi. Quá nguy hiểm. Cái lúc này là gió lãi lên rất là nguy hiểm các bạn. Sóng nó đánh nó dập ngang cái mấy thằng kia nó đâm lên là rất là nguy hiểm. Tối hết trơn, nội này lên nổi không á. Ông này lên là đang khói chân lạnh. Lên hơi nhẹ nhàng chút xíu. Bây giờ cái ghe nó lên mở.